Dạ, xin chào bác sĩ ạ. À, xin chào chương trình, xin chào tất cả mọi người. Dạ, thưa bác sĩ, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nói về vấn đề là thực phẩm và sinh hoạt của các bệnh nhân COVID-19. Thì đầu tiên, thưa bác sĩ, khi mà ở nhà, các F0 của chúng ta nên lưu ý những điều gì trong bữa ăn của mình, chế độ dinh dưỡng ra sao ạ? Khi mình nói tới cái người mắc bệnh á, nói chung á, là cái người COVID á, nói riêng á, thì vấn đề dinh dưỡng nó khá là quan trọng. Bởi vì chỉ có dinh dưỡng á, thì nó mới nâng được cái mức sức của mình, cái năng lượng của mình để mà mình vượt qua cái bệnh. Cái thứ hai á, khi mình nói tới dinh dưỡng á, là nó phải có yếu tố là an toàn vệ sinh thực phẩm. Đó, nghĩa là hai cái đó rất là quan trọng. Phải ăn sạch, uống sạch, ha. Phải ăn đủ chất, đủ dinh dưỡng, đủ vi chất, đủ khoáng chất. Có nghĩa là ngoài cái năng lượng ra mình tính toán tới cái đó. Cái thứ ba là đối với cái người bị COVID thì họ rất là chán ăn, cho nên mình phải biết cái cách nấu làm sao cho họ dễ ăn một chút. Dạ, vậy thì với những người họ đã mắc COVID-19 rồi thì họ có nên kiêng cữ những gì không ạ? Cái hiện nay đó thì có rất là nhiều mắc COVID, người nhiều người mắc COVID là suy nghĩ rất là lung tung, sợ ăn cái này bị cái này, sợ ăn cái kia bị cái kia. Điều đó là hoàn toàn sai, bởi vì đã mắc COVID là phải tăng cường cái gì nó năng lượng, cái gì nó hợp với mình thích thì mình ăn, miễn sao nó sạch thì thôi, cho nên không kiêng bất cứ một cái thứ gì cả. Tại bệnh viện hoặc là ở những khu cách ly á, thì thường sẽ được khuyến cáo là chúng ta là không nên ở trong phòng điều hòa. Vậy thì khi mà F0 chúng ta tự theo dõi tại nhà thì mình có được bật điều hòa trong phòng ngủ của mình không ạ? Cái khu cách ly á, mà chung nhiều người á, thì không thể bật điều hòa được, bởi vì cái chỗ đó là nó mở ra, nó cần phải thoáng mở ra, mà mình vừa bật điều hòa mình vừa mở thì làm sao mà không có khu cách ly nào mà điện nước mà chịu nổi. Còn mình ở nhà mình á, mình có cái thời gian mình mở cái phòng cửa sổ ra cho nó thoáng, và cái thời gian mình nghỉ ngơi thì mình phải nghỉ ngơi cho nó thật là thoải mái, cho nên mình không cần thiết phải kiêng cữ máy lạnh gì cả, mà chúng ta vẫn thể có thể thường xài máy lạnh trong cái lúc mà người ta mình cảm thấy là khó chịu. Rồi những cái thời gian còn lại khi trời mát và một thời gian nhất định là mình tắt máy lạnh, mở cho cửa thoáng ra, chứ không có việc gì phải kiêng máy lạnh trong suốt cái thời gian mắc bệnh cả. Và đặc biệt nếu mình để tầm khoảng 26, 27 độ trở lên thì nó hoàn toàn bình thường, không có gì đáng lo cả. Dạ. Và khi mà người bệnh có những cái dấu hiệu như là sốt, ho, đau họng thì có được uống nước lạnh hay không ạ? À? Cái việc uống nước lạnh này có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không thưa bác? Mình đừng có uống cái nước lạnh quá thôi, cái nước mát mát cũng được rồi, nhưng mà mình cũng nên tập thói quen uống nước ấm, bởi vì nước ấm lúc nào nó cũng cũng tốt cho cơ thể mình, chứ còn không phải là kiêng hoàn toàn là nước lạnh. Mình đừng có uống nước đá thôi, bởi vì sao, cái nước đá đối với cái người mà sống ở xứ nhiệt đới nó sẽ rất là dễ viêm họng, còn những người xứ ôn đới thì không nói gì, cho nên mình cũng không cần thiết phải kiêng cữ quá mức. Ăn cái gì mà nó mát cái miệng mình, uống cái gì mà nó mát miệng mình dễ chịu là được, và đừng có ăn uống lạnh quá thôi. Dạ. Còn về vấn đề sinh hoạt thì liệu người mắc COVID-19 họ có nên tắm nước lạnh hay không ạ? Có sự khác biệt nào giữa việc tắm nước lạnh và tắm nước nóng trong vấn đề sức khỏe không thưa bác? Khi chúng ta nói về tắm á, chúng ta có hình dung như thế này. Đã. Nếu chúng ta bị cảm á, là do cái nhiệt độ của mình nó hơi cao hơn bình thường, và mình tắm cái nước bình thường á, mình sẽ cảm thấy nó lạnh hơn bình thường. Đó, cái đó là toàn bộ là cảm giác. Nhưng nếu mình cảm giác đó làm cho mình khó chịu, thì mình vẫn có thể tắm nước nóng, vẫn có thể tắm nước ấm. Cái chuyện nước ấm hay là nước lạnh cũng không cần phải cân nhắc làm gì. Nếu mình cảm cái gì nó thoải mái, nhưng nếu mình tắm nước lạnh mình cảm thấy rùng mình á, thì mình nên tắm nước ấm. Bởi vì cái thời gian mắc bệnh nó đâu có dài lắm đâu. À, mình tắm cũng vài bữa thôi. Rồi sau đó khi mình khỏe lên, mình sẽ tắm nước ấm dần, rồi mà lạnh lại trở lại, thì mình khỏe nữa thì mình sinh hoạt như bình thường. Vậy thì cái việc luyện tập thể dục thể thao, việc vận động trong cái khoảng thời gian chúng ta mắc COVID đó, nó có ý nghĩa như thế nào thưa bác? Thứ nhất á, nó có hai cái thái cực. Có người thì muốn tập cho thật mạnh để chứng minh là mình khỏe, nhưng điều đó không có lợi. Bởi vì lúc đó chúng ta đang cảm, tất cả những người nào cảm cũng không thể phí sức mình được. Nhưng mà có người lại ù lì nằm một chỗ, cho nên mình mới tập nhẹ nhàng.
tập nhẹ nhàng, không có việc gì phải bắn gắng sức cả. Tất cả mọi việc luyện tập thể thao của mình nó sẽ trở lại bình thường khi mình là cái người hồi phục. Nhưng nếu mình ù lì thì chắc chắn nó sẽ làm chậm đi, nó sẽ làm sức đề kháng mình giảm xuống. Cho nên mình cứ tập thật là đều và không việc gì bắn sức. Nếu mình tập tới cái mức đó mà mình thấy mệt thì thôi, ngày hôm sau tập ít lại một chút. Đó thì cứ như vậy thì cuộc sống mình nó sẽ thoải mái trong cái việc tập luyện trong suốt cái thời gian mắc bệnh. Dạ, vậy theo bác sĩ thì chúng ta sẽ nên cần tập những cái bài tập gì cũng như là chúng ta lưu ý làm sao để có thể đảm bảo được sức khỏe và cả tinh thần ạ? À? Thứ nhất là mình tùy cái không gian mình có thể đi lại đi bộ trong phòng, đi lại đi bộ trong tầm, tập hít thở, đó, nằm trên giường co tay co chân, đó, hoặc là mình có một cái sân thượng thoáng, mình lên đó mình hít thở đi tới đi lui, giơ tay giơ chân giống như đọc tập thể thao của con nít gì đó, Dạ. chứ đừng có cố gắng tập những cái động tác mà hồi xưa giờ mình tập rất là nặng, có người thì cố gắng chạy lên hít đất bao nhiêu cái đó, Dạ. rồi hít xà bao nhiêu cái đó. Mỗi khi em tập tạ như vậy sao bữa nay em tập tạ mệt quá, mình mới hết bệnh làm sao mình muốn mình cái người như hồi xưa được. À, thêm một cái vấn đề nữa là nếu mà chúng ta tự cách ly, tự điều trị tại nhà thì nếu mà căn nhà đó chỉ có duy nhất một cái nhà tắm ở nhà vệ sinh thôi thì làm sao để có thể là F0 và có thể sinh hoạt mà có thể tránh lây nhiễm cho những người thân trong gia đình ạ? À? Cái sinh hoạt về nguyên tắc mà tránh cái nguồn lây á, thì cái nguyên tắc nó có rồi. Có nghĩa là mình phải giữ khoảng cách với người đó, có nghĩa là tất cả những cái gì đồ đạc mình đưa ra ngoài á, là mình phải rửa trước đi, thậm chí là tráng nước sôi rồi mình đưa ra ngoài thì sẽ an toàn. Mình tiếp tế một cái gì đó thì chờ người đó bỏ xong xuôi rồi mình mang khẩu trang mình ra mình cầm vô, mình đưa cái gì ra ngoài thì mình cũng phải mang khẩu trang rửa sạch cái đó đưa ra ngoài để người khác tới cầm. Và đặc biệt là không ăn chung, không nghỉ chung, không nghỉ không không sinh hoạt chung thì chắc chắn nó bảo đảm được khoảng cách rồi. Cái khó nhất là cái toilet thôi, và cái toilet chúng ta đã nói rồi. Người mà F0 á, là phải dọn dẹp cái toilet đó nếu mình còn khỏe, và người F0 là phải đi cuối cùng. Khi mình đi xong mình dọn dẹp á, rồi mình để qua một cái thời gian á, mình dọn sạch á, thì cái khả năng virus trong đó nó sẽ giảm xuống rất là nhiều, hoặc là nó hết. Rồi cái mình cái người đầu tiên, cái người F1 ta đi vô ta đâu bị lây. Còn nếu mình đi trước là người kia đi vô liền nó lây, nó còn tồn tại nó lây, nó nguyên tắc là như vậy. Dạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ ạ. À.